Đầu tiên, mình xin cảm ơn các nhà khảo cổ OSS Team đã đồng hành cùng chúng mình trong quá trình thực hiện video này. Nếu các bạn muốn được nêu danh ở đầu video, hãy ấn vào nút Join hoặc tham gia bên dưới để hưởng những đặc quyền chỉ dành riêng cho membership nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Hiện nay có rất nhiều điều đã được nói về Megalodon và tất nhiên không phải lúc nào cũng đúng. Vì vậy, đây sẽ là một video chúng mình tổng hợp chính sự thật một cách cô đọng nhất về loài cá mập hung mạnh, từng là nỗi kinh hoàng của đại dương này. Một lưu ý nhanh trước khi chúng ta bắt đầu, video này sẽ đề cập đến các Charolais Megalodon một cách chính xác và tiêu chuẩn bằng cách tham chiếu chữ cái viết taxi. Ở đây là tên chi các Charolais và Megalodon là tên loài. Trái ngược với việc chỉ đặt tên cho nó là Megalodon như hầu hết các video mà các bạn từng xem trước đây trên YouTube. Vì sao lại như vậy? Ở phần sau của video mình sẽ nói rõ hơn nhé. Những tên dĩ thức như thế này luôn có hai phần để dễ dàng phân biệt hai loài động vật riêng biệt hơn, ngay cả khi chúng có cùng chi hoặc tên loài. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải đọc cả hai mặc dù nó dài vãi lìn. Sự thật số 1, các Charolais chỉ được biết đến ở răng và đốt sống. Thực sự đã có hàng chục nghìn chiếc răng các Charolais Megalodon được phát hiện. Từ mất một phần đến bộ răng gần như hoàn chỉnh, rất nhiều răng của loài cá mập này được phát hiện mỗi ngày và không ai có thể đưa ra con số chính xác về số lượng tồn tại, cũng như lý do tại sao răng của các Charolais Megalodon là món đồ phổ biến đối với các nhà sưu tầm hóa thạch, ngay cả khi chúng vẫn đắt hơn đáng kể so với các loại răng cá mập hóa thạch khác. Điều ít được biết đến là thực tế có một số đốt sống của các Charolais Megalodon cũng đã được biết đến, và cũng có một số trường hợp hiếm hoi các cột sống hoàn chỉnh đã được phát hiện. Nguyên nhân chủ yếu là do bộ xương của các loài cá mập là chất sụn và bị phân hủy nhanh chóng. Các đốt sống đôi khi cũng được bảo tồn do sụn ở đây thường có mức độ cốt hóa cao hơn. Trong khi răng, những phần cứng nhất được bao phủ bởi lớp men cứng lại là những phần có khả năng tồn tại đủ lâu để bị hóa thạch. Sự thật số 2, tranh luận trong việc phân loại suốt 200 năm. Vào năm 1843, nhà tự nhiên học nổi tiếng người Thụy Sĩ Louis Agassiz trước đây đã mô tả răng của loài cá mập này thuộc về chi các Charodon. Tên đầy đủ của nó là các Charodon Megalodon. Sự giống nhau bề ngoài giữa răng của các Charolais Megalodon và răng của các Charodon Cacharias được biết đến nhiều hơn với cái tên là cá mập trắng lớn, loài cá mập siêu ăn thịt lớn nhất còn sống ngày nay. Do sự phân loại ban đầu này, các Charolais Megalodon không chỉ được mệnh danh là họ hàng gần với cá mập trắng lớn, mà thậm chí còn có thể là chung tổ tiên. Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục, và đặc biệt là trong thời hiện đại, ngày càng ít người bị thuyết phục về cách phân loại cũ rích này. Vấn đề đầu tiên với quan điểm cho rằng các Charolais Megalodon là tổ tiên của cá mập trắng lớn là do cả hai loài này được biết là đã cùng tồn tại trong đại dương trên thế giới trong nhiều triệu năm. Nhưng mà điều này vẫn chưa đủ đối với nhiều người. Mặc dù răng của các Charolais Megalodon và cá mập trắng lớn đều có kích thước lớn và có hình tam giác, nhưng vẫn có một số điểm khác biệt về hình dạng và độ cong, và chúng được coi là một số dấu hiệu rõ ràng rằng các Charodon Megalodon không thuộc về chi các Charodon. Đó, vậy là anh em hiểu không? Điều này dẫn đến đề xuất rằng Megalodon nên được chuyển vào chi các Charolais, điều mà đôi khi đã dẫn đến cuộc tranh luận gay gắt từ những người khăng khăng rằng các Charolais Megalodon nên vẫn thuộc chi các Charodon. Tuy nhiên, các kỹ thuật phân tích mới kết hợp với những khám phá về cá mập như các Charodon hubeli cho thấy rằng cá mập trắng lớn thực sự có nguồn gốc từ cá mập Mako và không có mối liên hệ nào được biết đến giữa nó và loài cá mập răng to như Megalodon. Điều này có thể chỉ ra rằng các Charolais Megalodon thực sự thuộc về chi các Charolais. Sự thật số 3, các Charolais Megalodon là loài cá mập lớn nhất từng tồn tại. Vì sao đề mục này lại có 3 dấu chấm ở câu cuối? Lát sau sẽ rõ nhé. Có rất ít nghi ngờ về tính xác thực của tuyên bố này. Hóa thạch các Charolais Megalodon kết hợp một số răng hóa thạch lớn nhất của bất kỳ loài cá mập nào được biết đến, và đốt sống cũng cho thấy kích thước lớn của cơ thể. Tuy nhiên, không có kích thước chính xác nào được biết vì ước tính kích thước chủ yếu phụ thuộc vào răng. Một số nhà khoa học đo chiều dài và tỷ lệ nhất định của thân răng và so sánh chúng với các loài cá mập khác, nhưng có nhiều công thức toán học khác nhau để thực hiện việc này và thường chúng mang lại các kết quả khác nhau, ngay cả khi áp dụng cho cùng một mẫu vật. Nói tóm lại, các phương pháp xác định kích thước của các Charolais Megalodon có rất nhiều và đa dạng. Nhưng hầu hết các nhà cổ sinh vật học đều đồng ý rằng tổng kích thước dài khoảng 15m chắc chắn là đủ. Nhưng cũng có một số ước tính khác từ một số nhà nghiên cứu cho thấy rằng
Loài cá mập này có thể còn phát triển lớn hơn với chiều dài có thể từ 17 đến thậm chí là 20 mét. Nhưng ngay cả xét ở mốc 15 mét thì các Caroles megalodon vẫn lớn hơn nhiều so với bất kỳ loài cá mập nào được biết đến khác, dù còn sống đến nay hay trong hồ sơ hóa thạch. Sự thật số 4, nhưng không phải là loài cá mập khổng lồ duy nhất. Đây là lý do vì sao tiêu đề sự thật số 3 thêm 3 dấu chấm ở cuối câu. Các Caroles megalodon rất lớn, điều đó không còn gì phải bàn cãi. Nhưng có những loài cá mập quái vật khác đang bơi trong các đại dương thời tiền sử. Những loài cá mập có răng to khác như Acutilensis và Chubutensis cũng gần như vậy. Nhưng các Caroles megalodon vẫn lớn hơn nhiều so với loài cá mập trắng lớn được ghi nhận. Ngoài ra, ngay cả trước khi các Caroles megalodon xuất hiện, các thành viên của chi cá mập Otodes đã bơi lội sâu dưới đại dương. Trước đó vào kỷ vấn trắng, những loài cá mập như Praetosirinia cũng đã vượt qua những loài cá mập trắng lớn nhất được biết đến hiện nay. Sự thật số 5, răng của các Caroles megalodon từng được xem là lưỡi rồng. Đó là sự thật, hàng trăm năm trước, những chiếc răng cá mập hóa thạch lớn của các Caroles megalodon được cho là lưỡi hóa thạch của loài rồng. Ý tưởng cho rằng một con rồng bị mất đầu lưỡi do rụng, do chiến đấu hoặc là chết. Và sau khi rời khỏi cơ thể thì đầu lưỡi đã bị hóa đá. Từ hóa đá thực chất là sự kết hợp của các từ Hy Lạp cổ đại, có nghĩa là đá và chuyển hóa. Các chất hữu cơ như gỗ cây có thể bị hóa đá và biến đổi. Vì vậy, ý tưởng cho rằng lưỡi rồng đã bị hóa đá thực sự là một cách giải thích khá thông minh về cách những Glossobeja đã hình thành. Những hóa thạch này được cho là có tác dụng bảo vệ và chữa lành vết rắn cắn và chất độc. Các giải thích này là một niềm tin phổ biến cho đến thế kỷ 17. Nỗ lực đầu tiên để phân loại hóa thạch này là răng của cá mập được đưa ra vào năm 1616 trong luận văn The Glossobeges của Fabio Colonna. Nhưng phải đến năm 1667 thì Nicolaus Steno, một nhà tự nhiên học người Đan Mạch, đã xuất bản tác phẩm Người đứng đầu của một con cá mập bị mổ xẻ. Sự thật về những hóa thạch này đã được chấp nhận rộng rãi hơn, cho rằng những viên đá của lưỡi hóa thạch này thực sự là răng của cá mập đã nhanh chóng được phổ biến rộng rãi trong giới khoa học và giáo dục ở khắp châu Âu. Và cuối cùng điều này đã lan sang các lĩnh vực khác của xã hội. Sự thật số 6, các Caroles megalodon là kẻ săn cá voi. Bên dưới đại dương, một kẻ săn mồi lớn đang cần một con mồi lớn, và loài động vật duy nhất vừa lớn vừa đông đảo để thỏa mãn cơn thèm ăn của các Caroles megalodon là cá voi. Giả sử rằng cá voi đa dạng và phong phú nhất trong kỷ Miocene và nhiều hóa thạch đã được tìm thấy với những dấu vết trên cơ thể mà chỉ có thể là dấu răng của cá mập lớn gây ra. Nhưng điều thú vị hơn là các đốt sống của loài cá voi bị hư hại một phần ở phía dưới cho thấy các đốt sống này bị tác động vào nhau như thể bị một kẻ săn mồi lớn tấn công từ bên dưới. Megalodon có thể đã tấn công những con cá voi nhỏ từ bên dưới theo cách tương tự như một con cá mập trắng lớn tấn công hải cẩu từ bên dưới ngày nay. Khi con mồi bị choáng váng, các Caroles megalodon sẽ có thời gian để quay lại và tấn công, kết liễu con mồi bằng một cú cắn mạnh. Những con cá voi lớn hơn vốn đã quá lớn để thực hiện chiến thuật như vậy. Nhưng trong những trường hợp này, cá mập sẽ tấn công vào dưới đuôi và vây, cố định con cá voi để nó không thể bơi đi. Do đó, cho phép cá mập ăn theo ý muốn của nó. Sự thật số 7, các Caroles megalodon có mặt ở toàn bộ vùng biển. Các Caroles megalodon được biết là có sự phân bố toàn cầu vì răng hóa thạch của loài cá mập này đã được phát hiện ở các trầm tích đá ven biển trên toàn thế giới. Ngoại lệ duy nhất cho ý tưởng này cho đến ngày nay là răng của các Caroles megalodon không được tìm thấy ở vùng biển cực Bắc và cực Nam. Những vùng nước có lẽ mát hơn nhiều so với những vùng gần xích đạo. Điều này dẫn đến gợi ý rằng các Caroles megalodon có thể đã có quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn động vật máu lạnh thông thường và phải ở vùng nước ẩm hơn và ôn hòa hơn, nơi chúng không cần lượng calo lớn như vậy để duy trì quá trình trao đổi chất này. Sự thật số 8, hóa thạch mới nhất có niên đại 1,8 triệu năm tuổi. Các Caroles megalodon có phạm vi thời gian rất rộng với các hóa thạch có niên đại từ cuối thế Oligocene và không biến mất khỏi hồ sơ hóa thạch cho đến cuối thời kỳ Gelasian của thế Pleistocene khoảng 1,8 triệu năm trước. Nhưng đã từng có một trường hợp ngoại lệ hiếm hoi với một chiếc răng các Caroles megalodon hóa thạch được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1872 trong chuyến hành trình của HMS Challenger. Năm 1959, chiếc răng này được cho là chỉ mới 10.000 năm tuổi, khiến người ta cho rằng các Caroles megalodon chỉ tuyệt chủng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, con số 10.000 năm tuổi được xác định bằng cách đo mức độ manga dioxide tích tụ trên mẫu hóa thạch, và ngày nay chúng ta biết đây là một phương pháp kiểm tra độ tuổi rất không đáng tin cậy, vì mức độ manga dioxide trên hai hóa thạch cùng độ tuổi là có thể rất khác nhau.
khi chiếc răng được kiểm tra lại bằng phương pháp xác định niên đại bằng carbon vô tuyến, không thể đạt được kết quả rõ ràng, nhưng bản thân điều này cho thấy rằng chiếc răng đã có niên đại hơn 10.000 năm. Đối với những thông tin tại thời điểm video này được lên sóng, ngay cả các kỹ thuật xác định niên đại bằng sóng vô tuyến và thử nghiệm tiên tiến nhất cũng chỉ có thể đưa ra niên đại nếu mẫu vật có độ tuổi dưới vài trăm nghìn năm. Khi hóa thạch được xác định nhiều triệu năm tuổi, thường là do việc xác định tuổi của những tảng đá mà chúng hình thành hóa thạch. Sự thật số 9, sinh vật nổi tiếng nhất khi lên mainstream. Megalodon thường xuất hiện trong bối cảnh của một bộ phim, tiểu thuyết hay tác phẩm hư cấu khác, và điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Mặc cho các Charoles Megalodon được đặt tên lần đầu tiên vào năm 1843, nhưng trong 155 năm đầu tiên đó, nhận được rất ít sự chú ý. Tuy nhiên, từ những năm 1990 trở đi, trường hợp với sự gia tăng truy cập và sử dụng Internet lần đầu tiên, các Charoles Megalodon nhanh chóng chiếm sóng truyền thông. Với nhu cầu của công chúng và nhiều thông tin hơn và khả năng tiếp cận các hiệu ứng đặc biệt của máy tính dễ dàng hơn và rẻ hơn nhiều, các Charoles Megalodon đã xuất hiện trong mọi thứ, từ tiểu thuyết viết cho đến truyện ngắn, phim kinh dị và phim tài liệu trong hoặc kép của kênh Discovery. Một phần của sự quan tâm này thực sự có thể bắt nguồn từ năm 1975 với việc phát hành bộ phim điện ảnh Jaws. Mặc dù đây thực sự chỉ là một trong những bộ phim về cá mập sát thủ từ những năm 1970, lần này những câu chuyện kể về những con cá mập to lớn và hung hãn bất thường đang nổi cơn thịnh nộ đã trở thành tiêu chuẩn của bộ phim. Và trên toàn thế giới hiện có hàng trăm bộ phim như vậy. Với các Charoles Megalodon được coi là bộ phim về loại cá mập lớn nhất, nó vừa quái dị nhưng cũng đủ quen thuộc để người ta nhận ra. Nhưng ngoài cái tên và kích thước lớn ra thì hầu hết các nhà văn và nhà sản xuất không quan tâm đến sự chính xác về mặt thực tế về nó. Trong nhiều tác phẩm hư cấu khác nhau, các Charoles Megalodon thường được miêu tả lớn hơn nhiều so với thực tế. Nó là thứ gì đó dùng để săn và giết khủng long, thứ gì đó từng trong một kép được gọi là khủng long, có khả năng nhảy khỏi mặt nước hàng trăm mét, có khả năng nhấn chìm ngay cả những tàu chiến lớn, nằm im lìm và đông cứng trong những tảng băng trôi và vẫn sống ở nơi sâu nhất, tối tăm nhất của đại dương. Bởi vì những tác phẩm hư cấu này thường là lời giới thiệu đầu tiên và thậm chí là duy nhất mà mọi người có thể có được về các Charoles Megalodon. Chúng thường được coi là sự thật và lan truyền đi khắp nơi như vậy. Phim và sách nhằm mục đích giải trí không phải là vấn đề thật sự, nhưng nếu được làm tốt, chúng có thể rất thú vị, ngay cả khi có những sai sót về mặt khoa học. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là sự phát triển của tin tức giả. Một chương trình truyền hình được trình bày dưới dạng phim tài liệu có thật, nhưng thực chất lại bao gồm các cảnh quay giả với các diễn viên đóng vai các chuyên gia khoa học và nhân chứng với mục đích giải trí. Mặc dù những tuyên bố từ chối trách nhiệm ngắn gọn về chương trình trong khi phát sóng, nhưng những tuyên bố này thường rất ngắn và thường bị người xem hiểu lầm hơn. Nổi tiếng thì ai cũng biết rồi, Discovery, đoạn phim tài liệu trong ngoặc kép này có tên là Megalodon, The Monster Shark Live. Mặc dù vậy, nó lại nhanh chóng trở thành một trong những chương trình nổi tiếng của Discovery Channel, phần lớn nhờ vào sự khét tiếng của nó với một bộ phim tài liệu tiếp theo vào năm sau. Thật sự dễ hiểu về sự cám dỗ lớn của các nhà sản xuất truyền hình vô đạo đức hơn cho việc thay thế sự thật cho hư cấu. Vừa rồi, mình đã gửi đến các bạn chính sự thật thú vị mà chưa có kênh YouTube nào làm về loài cá mập tiền sử các Charoles Megalodon. Các bạn có ý kiến như thế nào hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Đừng quên ấn like và subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.